Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài là những sự kiện quan trọng nào đang trên đường tới với bạn ha. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài nha. Tụ bài số 1 sẽ là hình này. Tụ bài số 2 sẽ là hình này. Tụ bài số 3 sẽ là hình này. Và bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn. Bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 1 được chưa bạn? Xem trải bài riêng có thể inbox Facebook dùm cho mình nha. À, phía thông tin phía dưới ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 1 nha. Những sự kiện quan trọng nào đang trên đường đến với bạn? Thứ nhất á, tụ bài số 1 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 1 phút đi bạn ha. Những sự kiện quan trọng nào đang trên đường tới với bạn á, là thứ nhất là mình sẽ thấy là bạn sẽ có một cái giai đoạn để mà xây dựng lại cái nền tảng của chính bản thân mình. Mình nói ví dụ như là bạn sẽ bước vào cái sự tĩnh lặng, bạn sẽ bước vào cái giai đoạn mà bạn cảm thấy là, nói chung là bạn phát triển tâm thức của bạn, bạn cảm thấy là bạn, nói chung đôi khi bạn cũng cảm thấy rất là cô đơn, nhưng mà bạn đang đi tìm cái mục đích sống trong cái cuộc sống của bạn. Bạn đang sắp xếp lại rất nhiều thứ trong cuộc sống của bạn. Bạn đang có gọi là, mình nghĩ là bạn đang củng cố lại cái nguồn lực bên trong của bạn nhiều hơn là bên ngoài. Mà mình cảm giác là bạn sẽ có nhiều cái sự thay đổi về trong bản thân của bạn nhiều hơn. Bạn sẽ học được những cái bài học về mặt tâm linh nhiều hơn. Thì ở đây á, là mình thấy là sẽ có một cái đối tượng tình cảm đến với bạn, mà cái đối tượng này có thể là ngắt kết nối với bạn, và cái người này thì là người cũ, mà người này là một người soulmate của bạn, mà mình cảm thấy là cái người này muốn kết nối trở lại, và họ cảm thấy là trong những cái thời gian mà chia tay hoặc là ngắt kết nối, nói chung là cái cảm xúc và cái năng lượng của cả hai người nó rất là lạnh lẽo, và cái người này họ cũng không biết là bạn như thế nào. Bạn nói chung họ không có bắt được cái tần sóng của bạn, họ không, giống như là họ không biết là bạn có cần họ nữa hay không, họ không biết là bạn như thế nào, họ không biết rằng là cuộc sống bạn như thế nào. Có thể họ vẫn biết là bạn độc lập, bạn một mình, bạn có một cái nền tảng trong cuộc sống bạn rất là tốt. Thì cái người này á, là sau một khoảng thời gian có thể là tách nhau ra, thì mình nghĩ là cái người này họ muốn kết nối trở lại. Cái người này họ cảm thấy giống như là họ muốn say sorry, họ muốn xin lỗi về những cái khoảng thời gian đã qua. Trong cái năng lượng này á, mình thấy là có thể cái người đó họ muốn cam kết với bạn trong câu chuyện tình cảm nha. Và ngoài ra đó thì mình thấy là bạn nên cẩn thận về cái sức khỏe của bạn ha. Cái sức khỏe hoặc là những cái suy nghĩ của bạn có thể là nó sẽ bị overthinking, hoặc là giống như overthinking, giống như là bạn suy nghĩ nhiều, hoặc là bạn suy nghĩ bị quá lố, hoặc là bạn nghĩ rằng bạn ảo tưởng, bạn suy nghĩ rất nhiều một sự việc nhưng mà bạn lại phân tách, bạn lại gọi là viễn cảnh nó lên ha. Bạn bị over cái suy nghĩ của bạn lên đó. Thì mình thấy ở đây á, đó là năng lượng của một cái người cũ rất là mạnh mẽ ở đây. Và cái người cũ này á, họ đến là mình cảm giác là họ muốn cái sự cam kết với bạn, giống như là họ muốn khẳng định mối quan hệ này lại một lần nữa, cũng như là họ muốn có một cái sự rõ ràng trong cái mối quan hệ này. Cũng giống như là mình thấy là cái người này họ khao khát bạn nhiều, họ khao khát bạn bắt đầu rất là nhiều và nhiều lên rất là nhiều ha. Đó, và họ cảm thấy giống như là, mình nghĩ là bên ngoài cho dù họ thể hiện như thế nào, nhưng mà thật ra ở bên trong lòng của họ là họ rất là khó chịu, hoặc là họ cũng rất là không có muốn xa hoặc là tách bạch với bạn. Trong cái năng lượng này á, mình cũng thấy được đó là bản thân của bạn á, sẽ phải trải qua một cái giai đoạn khá là đau đớn nha. Mình không biết là trải qua hay chưa, nhưng mà mình cảm giác thấy là cái câu chuyện tình cảm của bạn là đã trải qua rồi. Và sau khi bạn trải qua, bạn cảm thấy là bạn có nhiều cái kỹ năng hơn trong cái việc là tương tác trong mối quan hệ, hoặc là nhiều cái kỹ năng hơn đó. Mình nghĩ là bạn sẽ có thể gọi là giải quyết được tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Ví dụ bạn cãi lộn, bất đồng quan điểm, bạn có những cái suy nghĩ nào đó thì bạn có thể là nói rõ, vạch rõ, hoặc là tương tác một cái cách rõ ràng hơn. Trong cái năng lượng này á, thì mình thấy là trong cái sự tĩnh lặng này, bạn phát triển bản thân mình, và bạn có thể manifest rất là nhiều thứ.
Có nghĩa là bạn sẽ có cái khả năng để manifest những cái điều mà bạn mong muốn, nghĩa là kiến tạo nó, như là thu hút nó, ví dụ như là mỗi tối hoặc là bạn dành ra một cái thời gian trong ngày, bạn có thể viết nhật ký hay là bạn có thể typing lên trên cái note của bạn, hoặc là thậm chí là bạn chỉ nhẩm ở trong đầu bạn muốn cái điều gì, bạn muốn một đối tượng như thế nào, bạn muốn cuộc sống của mình trở nên như thế nào. Bạn có thể là sau cái thời gian thiền định hoặc là sau cái thời gian ổn định đó thì bạn có thể là đọc hoặc là nhẩm đi nhẩm lại những cái điều đó, thì mình nghĩ nó sẽ rất là tốt cho cái năng lượng của bạn. Mình thấy được là người khác sẽ nhìn thấy bạn với một cái phiên bản mới ha, một cái phiên bản mới, cái phiên bản này khá là tuyệt vời cũng như là rất là ổn định, và mình nghĩ rằng là bạn sẽ trở nên rất là mạnh mẽ, bạn sẽ trở nên rất là dũng cảm. Cái năng lượng này á, thì bạn gạt bỏ hết những cái vấn đề tình cảm lăng nhăng lít nhít, có nghĩa là bạn không thích cái gì gì không rõ ràng, hoặc là bạn không có thích những cái năng lượng mà nó không có thực sự là tốt á. Nói chung là bạn cảm thấy là bạn tiêu cực thì bạn không thích, bạn không muốn, mình nói ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình vẫn nhìn thấy được là trong cái năng lượng này có thể bạn sẽ có một cái sự may mắn về trong cái tiền bạc nha. Mình không biết là cái vấn đề đó, đó là khi mà bạn xây dựng một cái nền tảng thì bạn có một cái may mắn về cái tiền bạc của bạn, hay là bạn được sự giúp đỡ. Tại vì năng lượng này là mình thấy là cái tiền bạc hoặc cái cơ hội này nó có là bởi vì bạn có sự move on đi về phía trước, bạn có sự tiến bộ đi tiến về phía trước nha. Và mình thấy là giai đoạn này có thể là bạn sẽ có nhiều cái thời gian để nghỉ ngơi đó bạn. Bạn có thể nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để dành cho bản thân của mình. Mình nghĩ rằng là trong cái năng lượng này á, bạn sẽ rất là tự tin nè. Đó, và bạn sẽ xây cho người khác một cái cảm giác đó là người khác phải chạy theo bạn nếu bạn, hoặc là sẽ làm cho cái người đó có cái cảm giác là họ rất khao khát bạn, vừa hy vọng bạn, vừa khao khát bạn, vừa nghiện bạn. Nói chung đó là một cái năng lượng như vậy ha. Nhưng mà để mà nói đến một cái sự kiện nào mà đến với bạn á, thì mình cảm giác như á, một cái sự kiện quan trọng mà đến với bạn á là khi bạn không cần cái gì hết á, bạn ổn định và định hình về bản thân cuộc sống của bạn á, thì tự nhiên lại có cái sự theo đuổi hoặc là lại có cái sự nghiện ngập từ một cái người người cũ sẽ đến với bạn ha. Mình nghĩ rằng là cái năng lượng này á, thì mọi thứ nó đang đến là đang tốt với bản thân của bạn ha, và bản thân của bạn cũng đang có những cái sự cảm giác là bạn ổn định với bản thân của mình nha. Và mình nghĩ là chắc là bạn sẽ có may mắn về cái vấn đề tiền bạc của bạn trong cái cuộc sống của bạn ha. Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người tìm kiếm bạn thông qua mạng xã hội nha, và bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng như là chịu khó ngủ nghỉ cho nó đầy đủ ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây ha. Bạn xem cho bài riêng có thể inbox cho mình. Hẹn gặp lại các bạn cho bài sau. Bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 2. Tụ bài số 2 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 9 phút đi bạn ha. 9 phút cho cái tụ bài số 2 ha. Rồi, ở đây thì những cái sự kiện quan trọng nào đang đến với bạn, thì mình thấy đó là bạn sẽ có một cái giai đoạn không biết là được nhận quà hoặc được mời đi ăn hoặc là được mời đi uống cà phê, hoặc là sẽ có nhiều cái giai đoạn gọi là tự thưởng cho bản thân của mình. Thì mình thấy bạn á là sẽ có những cái sự cởi mở hơn để đón nhận nhiều cái cơ hội đến trong cuộc sống của bạn. Bạn muốn nói cái điều gì, hoặc là bạn muốn bày tỏ cái điều gì, hoặc là bạn phải chịu đựng một số cái sự người này người kia nói tới nói lui trong cái cuộc sống của bạn, thì mình nghĩ là bạn sẽ vượt qua tất cả những cái điều đó. Và mình cảm thấy là cái điều quan trọng nhất đó là bạn đã vượt qua được những cái sự tiêu cực trong cái cuộc sống của bạn nha. Mình thấy là bạn sẽ cảm thấy là đón nhận rất nhiều cơ hội trong cái cuộc sống,
bạn giống như bạn thấy được nhiều cái cơ hội cho bản thân bạn, mà mình cảm thấy với cái năng lượng này á là bạn sẽ có một cái cơ hội gặp một cái tình cảm mới mà cái người này rất là có duyên với bạn, hoặc là cái người này nha đối với bạn á là một cái người bạn cũ hoặc là một cái người bạn đó, nhưng mà họ rất là thích bạn, họ rất là thích bạn, họ theo đuổi bạn. Và bản thân của bạn á, thì trong cái năng lượng này sẽ rất là thành công nha. Bạn có thể là công ăn chuyện làm, hay là bạn có một cái niềm vui gì trong cái thời gian kế tiếp, giống như là kiểu như là bạn thành công cái này cái kia, người ta chúc phúc cho bạn, người ta chúc tụng cho bạn đó, người ta ăn mừng cùng với bạn, ví dụ là vậy đó. Thì mình nghĩ là mình thấy với cái năng lượng này là bạn sẽ có người theo đuổi hoặc người cưa cẩm ha, bạn sẽ có ai đó cưa cẩm bạn, bạn sẽ có một cái cơ hội về mặt tiền bạc, nhưng mà cũng hơi là hơi lâu, hơi xa một chút, chứ không phải là có liền, giống như là sự hứa hẹn hay là một cái gì đó hơi xa một chút ha. Đó, và mình thấy là với cái năng lượng này thì bạn sẽ có người tặng hoa cho bạn, hoặc là bạn sẽ có người tặng quà cho bạn, hoặc là bạn sẽ có cái người mà họ cho bạn một cái số tiền, hoặc cho bạn một cái may mắn, cho bạn một cái công ăn việc làm, một cái may mắn về cái tiền bạc việc làm á. Nhưng mà ở đây á, đó là mình thấy là bạn sẽ yêu đời trở lại, và bạn sẽ cảm thấy là tràn đầy niềm vui trong cái cuộc sống của bạn, và bạn cảm thấy là bạn thành công. Mình cảm thấy là ở cái năng lượng này rất nhiều cái sự may mắn đến với bạn trong cái thời gian kế tiếp nha, rất nhiều cái sự may mắn. Mình thấy là bạn sẽ gặp may mắn, bạn sẽ gặp cơ hội, và thậm chí là bạn sẽ có một cái cơ hội, không biết là đi chơi, đi du lịch với gia đình hay cái gì đó, nói chung là bạn sẽ có cơ hội để bạn thêm thắt vô trong cái cuộc sống của mình, để mà tươi tắn, để mà tỏa sáng, để mà mở rộng hơn trong cái cuộc sống của mình. Và những cái ước mơ của bạn á, mình nghĩ là nó sẽ trở thành sự thật ha. Ở cái năng lượng này thì mình nghĩ là năng lượng và cái sự lãng mạn nó rất là nhiều trong đây. Thí dụ như hai người có bất đồng quan điểm, có cãi nhau gì á, thì mình nghĩ rằng là ở trong cái năng lượng này đó là bạn không có quan tâm nữa, bạn cảm thấy là bạn tươi tắn, bạn ấm áp, bạn tuyệt vời. Với cái năng lượng này mình nghĩ là bạn sẽ kiểu như bạn sẽ cảm thấy tiêu cực thì bạn sẽ rời đi, chứ bạn không có muốn ở lại nữa. Và mấy lần trước, hoặc là nhiều lần trước, hoặc là một khoảng thời gian, nhiều khi bạn muốn rời đi nhưng mà bạn chưa có đủ cái khả năng, hoặc là bạn chưa có đủ cái sự tĩnh tâm, hoặc là bạn chưa đủ duyên, đủ may mắn, thì giai đoạn này mình nghĩ là được ha. Giai đoạn này mình nghĩ là được, mọi thứ nó sẽ có thể gọi là tốt hơn, và nó sẽ được mở ra với bạn nhiều cái cơ hội hơn. Mà ở năng lượng này thì bạn cứ yêu thương bản thân mình đi, mình thấy là sẽ có người tử tế đến với bạn nha. Ok, mình thấy là bạn sẽ có cơ hội của cái việc là bạn sẽ được nhiều cái sự mời mọc ha, lời mời ăn uống đó, hoặc là kiểu như là bạn sẽ không có bị ràng buộc bởi những cái trách nhiệm mà bạn không thích nữa đó. Mình nghĩ là bạn sẽ thoát được, bạn sẽ có được cái sự phát triển tốt, và mình nghĩ rằng là bạn sẽ có những cái cuộc trò chuyện thân mật, nói chuyện thân mật. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 đây ha. Bạn xem cho bài riêng thì có thể inbox dùm cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 nha bạn nha. Tụ bài số 3 của chúng ta ở 14 phút 14 ha. Những sự kiện quan trọng nào đang đến với bạn á, thì mình sẽ xin chúc mừng bạn nào mà chọn cái tụ bài này. Mình thấy á, là bạn có một cái cơ hội công việc hoặc là tiền bạc nhỏ đang đến với bạn. Và tất cả những cái điều mà bạn nghĩ rằng là bạn thất vọng á, hoặc là bạn cảm thấy rằng là bạn đang bí cái tin tức á, bạn không có cái tin tức á, bạn không có cái tin của cái người đó, cái đối tượng đó đó, hoặc là ai đó đó, hoặc là bạn cảm thấy giống như là chắc là sẽ không có cái duyên, thì mình thấy là cái năng lượng này sẽ có cái sự tương tác một cái cách vui vẻ, hồ hởi, kết nối của cái đối tượng mà bạn đang mong muốn. Và mình thấy là
Bạn đang bước vào trong cái giai đoạn may mắn của chính bản thân mình, và bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều cái giá trị của bản thân mình, cũng như là bản thân của bạn á, là ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Bạn sẽ giàu có nè, bạn sẽ có tiền bạc, bạn sẽ có ăn uống, bạn sẽ có những cái niềm vui cho trong cái cuộc sống của bạn nè. Và mình thấy được á là những cái khó khăn á, đó đã qua rồi, và mình nghĩ rằng là cái giai đoạn kế tiếp của bạn á, là bạn cứ tin tưởng vào cái cuộc sống của bạn. Mình thấy là bạn chỉ cần tin tưởng vào cái tình yêu của bạn đối với cái người nào đó, bởi vì họ vẫn còn theo dõi bạn thông qua mạng xã hội, cũng như là những cái người mà yêu thương bạn nó vẫn còn ủng hộ cho bạn ha. Mình thấy là có một cái sự xứng đáng để chờ đợi ở trong đây. Nếu mà bạn đang chờ đợi một tin tức về công việc, mình nghĩ là điều đó sẽ tới, hoặc là bạn chờ đợi ai đó báo tin cho bạn, điều đó sẽ tới. Cũng như là bạn đang chờ đợi một cái thông báo, một cái thông tin, hoặc là một cái giấy tờ, hoặc là thậm chí là một cái gì đó từ chính phủ, hoặc là một cái giấy cam kết, hoặc là một cái gì đó dành cho bạn, là mình thấy là có cái tin tức đó. Và khi mà những cái điều đó đến, tin tức đó đến á, bạn tưởng rằng là nó đã hết rồi, hoặc là bạn đã mất hy vọng rồi, thì tự nhiên bạn được thắp sáng lại một cái hy vọng rất là tuyệt vời, và bạn cảm thấy bạn tin tưởng vào trong bản thân của mình hơn ha. Bạn cảm thấy bạn tin tưởng trong cái cuộc sống của bạn hơn, bạn cảm thấy là có rất nhiều cơ hội trong cái cuộc sống của bạn. Nhưng mà thật sự là mình thấy là từ đây kế tiếp bạn mới bắt đầu có những cái cơ hội nha. Đó, giống như là bạn nghĩ rằng là sẽ không có cơ hội nữa, nhưng mà từ đây đến kế tiếp bạn sẽ có những cái cơ hội. Và cái năng lượng này á, thì thấy rằng là có thể là sẽ có rất là nhiều tiền bạc đến với bạn nha. Mình thấy là có rất nhiều tiền bạc đến với bạn, và ở đây bạn có cái niềm vui đoàn tụ gia đình, niềm vui đoàn tụ, và bạn sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mà bạn hành động cho những cái điều mà bạn mong muốn. Bạn sẽ có rất là nhiều những cái may mắn trong cái cuộc sống của bạn, ước mơ của bạn trở thành sự thật, và bạn sẽ tận hưởng được cái cuộc sống của bạn. Nói chung là nó sẽ không có bị quất vất vả, hoặc là nó sẽ không bị uất ức, hay là nó sẽ không bị dồn nén. Mà mình nghĩ là ở cái giai đoạn này á, là cái giai đoạn mà nó sắp tới, nó sẽ có nhiều cái sự sắp xếp lại cái cuộc sống của bạn, mà sự sắp xếp lại này á, nó mang đến cho bạn may mắn về tiền bạc, cũng như là cho bạn những cái niềm vui rất là vui vẻ nha. Mình thấy là có cái người đến để mà cho bạn những cái cảm xúc, cho bạn những cái yêu thương, cho bạn những cái điều may mắn á, giống như kiểu như là họ mang đến cho bạn những cái sự hỗ trợ, hoặc là sẽ mang đến cho bạn nhiều cái gọi là sự tử tế ha, giống như là gọi là có quý nhân giúp đỡ bạn đó. Và bạn không cần thiết phải phụ thuộc cảm xúc, bởi vì mình nghĩ rằng là cái điều mà bạn lo lắng, hoặc là cái điều mà bạn nghĩ rằng là sẽ không có thể nào nữa, thì cái đối tượng đó họ sẽ đi tìm kiếm bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 3 đây. Bạn xem trả bài riêng, có thể inbox Facebook giùm cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trả bài sau.